nâng thùng chở hàng cao gấp 3 lần, chở đầy đất đá, cát sỏi. Nhưng những chiếc xe siêu tải này không gặp bất kỳ sự kiểm tra nào của lực lượng chức năng. Phải chăng tại khu vực Tây Bắc của Nghệ An đang tồn tại những cung đường dành riêng cho xe quá tải hoạt động? Tuyến quốc lộ 48E đi từ xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn xuống Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu luôn có mặt những chiếc xe hổ vồ nâng thùng chở đầy đất đá như thế này. Xe chở nặng, đường lại hẹp, tốc độ nhanh nên gây không ít nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Toàn là xe lớn chạy, thì nhìn hai bên đường đây là biết là xe lớn thì trọng tải lớn thì mới rảnh mới xu đi. Tại xe trọng tải lớn như mình, xe máy thì phải tránh bên mép tận trong đi này. Mép đá mà đường gồ ghê thì chắc chắn là nguy hiểm rồi. Còn đây là quốc lộ 48D, đoạn qua xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp. Mỗi ngày người dân phải đối mặt với việc mất an toàn như thế này. Hàng loạt xe hổ vồ nâng thùng hàng cao gấp 3 lần bình thường và chở đầy cát xây dựng cùng nối đuôi đi như trốn không người. Những cái xe mà chở cát sỏi ở bên Tân Kỳ á là liên tục luôn, hàng ngày luôn. Cũng bất cập nhiều cái chứ. Vì là nông thôn thì kiểu trâu bò này, chạy đi chạy lại này, an toàn giao thông thì nói chung không an toàn lắm. Vì là cái lượng xe chạy quá nhiều mà xe quá khổ quá tải cũng thật sự nói là liên tục. Vậy nguyên nhân của việc tái diễn tình trạng xe hổ vồ cơi nới thùng hàng, chở quá tải, vượt chiều cao, vô tư lưu thông trên tuyến quốc lộ 48D nhưng không bị kiểm tra, xử lý là do đâu? Hiện tại là một cái lưu lượng xe hổ vô, theo cảm nhận của chúng tôi thì quá khổ quá tải, lưu lượng thì lưu thông trên địa bàn thì cũng rất nhiều. Bởi vì các cái xe này thứ nhất là người ta chạy trốn các cái lực lượng chức năng ở các cái tuyến đường chính, bởi vì đây là mang là quốc lộ nhưng mà nó là cái tuyến đường lẻ. Và thứ hai, các cái xe hổ vô chở cát ở Tân Kỳ nên cái nhu cầu của bà con là muốn lấy cát sạch, thì từ đó các cái công ty và các cái xe này chở cát ở từ Tân Kỳ đi qua cái tuyến bàn của địa bàn chúng tôi. Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải đang diễn ra phức tạp tại địa bàn, chúng tôi đã liên lạc với một số đơn vị cảnh sát giao thông để biết về biện pháp xử lý, nhưng đều bị từ chối trả lời. Và dư luận tại đây đang đặt câu hỏi, phải chăng khu vực Tây Bắc tỉnh hiện đang tồn tại một số cung đường dành riêng cho xe quá tải hoạt động?